mưu điên nên hay cãi mẹ. Người lớn hẳn rồi chắc không cãi mẹ đâu. Đúng là đồ trẻ con không phải là người lớn. Đúng là trẻ con không phải, người lớn cũng không. Cụ tè thế cơ chứ lại. Lại với Linh Miu Official. Và hôm nay thì mình đang live stream. Mình đang live stream này. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ quay vlog luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một cái vlog trở về tuổi thơ của Linh Miu. Ý là đọc những cái quyển nhật ký lưu bút hay hoặc là những cái tấm ảnh ngày xưa của mình. Các bạn có cảm thấy tò mò không? Thực ra thì nhật ký thì bây giờ đã bị lưu lạc ở nơi đâu rồi, nhưng mà có những cái lưu bút từ ngày xưa nó rất là hay. Và bây giờ chúng ta sẽ quay về góc tuổi thơ của mình nhá. Đi. Mấy cái quyển nhật ký lưu bút các thứ lên nọ của mình ở trên này. Thế cái quyển này nó chẳng có cái gì đâu. Quyển này là quyển quyển này là ngày xưa mình học tiếng Trung. Thì có một câu chuyện rất là lâm ly bi đát ở cái chuyện học tiếng Trung này. Là bởi vì ngày xưa mình với cả một anh Hồng Kông rất là thích nhau. Nhưng mà kiểu như là không hiểu sao anh ấy là người Hồng Kông, nhưng mà anh ấy lại kiểu như là thuộc dạng kiểu Trung Quốc bản địa ấy. Cho nên là anh ấy kiểu không biết nói tiếng Anh. Và anh ấy cũng có phiên dịch. Thế là tình cờ thì anh ấy làm tức là hợp tác công việc cùng với anh của mình ở Việt Nam, ở Quảng Ninh. Và lúc đó thì kiểu như là vô tình là mình cũng đến đấy chơi. Thế là cuối cùng là hai người kiểu bén duyên với nhau nhưng mà không hiểu nhau. Đấy, cứ phải kiểu lúc nào ấy là anh đấy anh cũng chỉ nói là của I need I love you với cả I love you. À sao còn nói với mình một câu này, baby only me no boys. Ý là đừng có yêu người khác ấy. Đấy, thế sao mà về sau là mình quyết tâm, tức là giữa hai người cái sự đồng giao cách cảm nó rất là lớn. Thế là thành ra là mình quyết tâm là sau khi anh ấy về Hồng Kông thì mình đã đi học tiếng Trung Quốc để kiểu như là nói chuyện với anh ấy. Nhưng mà sau đấy thì các bạn biết gì không, mình phát hiện ra một điều là có một lần kiểu mình vô tình mình thấy Facebook của anh ấy, bởi vì bình thường cũng hay chat bằng WeChat mà. Thế mình vô tình mình thấy Facebook của anh ấy và mình nhìn thấy ảnh gia đình người ta hạnh phúc. Người cầm sừng ai? Cầm sừng ai thì cầm chứ được cầm sừng em nữa nhé. Thế là từ đấy là việc học tiếng Trung của mình đã bị bỏ dở dang luôn. Đấy, cho nên nó chỉ đến đây thôi mọi người ạ. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu đến với quyển hay ho hơn. Quyển này chính là quyển ngày xưa mà mình ghi bài hát. Ngày xưa mình rất thích theo nghệ thuật và kiểu như là mình lúc nào mình ghi bài hát. Mình có tận mấy quyển như thế này mọi người ạ. Không biết giờ đi đâu hết rồi. Từ để xem có cái bài gì. Mưa bão này. Chiều nay một chiều gió mưa, lang thang một mình phố xưa, tìm những kỷ niệm phút đầu, con tim hờ hợt nhớ mong. Đấy, và còn rất là nhiều bài hát nữa. Mà ngày xưa nhá, mấy quyển này mình phải giấu kỹ như kiểu kho tàng ấy. Là bởi vì nhà mình thì tất cả mọi người, cả họ nhà mình ai cũng theo kinh doanh. Thành ra là kiểu như là bố mẹ mình rất là ghét nếu như mà mình đi theo nghệ thuật. Thành ra là kiểu như là bố mẹ rất là kiểu học thì không chịu học, suốt ngày ghi bài hát với cả thế này thế nào sai đấy. Thế sao mà thấy mấy quyển này của mình là sẽ xé tan tành. Cho nên lúc nào mình cũng phải kiểu ghi. Thấy cách cửa phát là mình giàu luôn. May mà mình vẫn bảo toàn được mấy quyển, nhưng mà sao mấy cái quyển bé rồi nó mất hết đâu rồi. Ba quyển như này cơ. Nhiều lắm. Đây này, ở một số cái mình còn ghi mấy cái ngày xưa này. Đấy. Các bạn biết ngày xưa hay ghi bằng số không? Ghi chữ bằng số không? Chữ này chữ lớp này đúng không?
Số 2 là chữ L cao này, viết hoa đấy. O rồi căn 3 đấy, ngày xưa hay có kiểu chảy trâu của thế. LK ngày xưa hâm mộ LK Linh Cute. Hai đừng hỏi. Ok, chúng ta sẽ sang một cái quyển khác. Ok, cái này là chị họ của mình làm cho mình. Happy birthday Linh Miu. Đấy, ngày xưa đây là cái ảnh này là ảnh, các bạn có biết ảnh gì không? Cái này là cosplay Annie của Liên Minh Huyền Thoại ấy. Mấy cái ảnh ngày xưa này, wow, xinh dã mà. Ngày xưa xinh hơn bây giờ, không trắng như bây giờ thôi nhưng mà rất xinh. Xong rồi dần sexy dần. Chị họ mình có viết mấy cái kiểu là lời yêu thương yêu thương. Đó, cái này là khoảng tầm năm 20 tuổi này. Xong bắt đầu đi hát này, đi làm mẫu mẫu ảnh này. Sợ, đúng không? Đây là quảng cáo game rồi nha. Đó, lúc này là bắt đầu nổi tiếng này. Má ơi, đây là đi quảng cáo cho bên quần áo. Đây là con bạn thân của mình, Linh Miu và Linh Moon. Linh Miu và Linh Moon hai đứa rất giống nhau và cùng thuận tay trái. Úi, hồi xưa mình thế này và nhìn mình bây giờ nhìn vẫn thế. Mọi người thấy không? Thế này. 8 năm trôi qua chưa bao giờ thay đổi. Mà có một cái thay đổi là mình càng ngày càng trẻ trâu hơn. Chúng ta sẽ đến với quyển tiếp theo. Nhật ký 24 tuổi. Wow. Để mình xem nào. Đọc cho các bạn nghe nhá. Hồi ức trở lại. Tại sao tên đề lại như vậy? Cũng khoảng thời gian này 12 năm trước, năm tuổi đầu tiên, mình cũng bắt đầu biết đặt bút viết nhật ký. Ngày đó những suy nghĩ còn ngây thơ lắm, giờ thì có lẽ những dòng chữ này đã khác đi rất nhiều rồi kìa. Đáng lẽ cuốn nhật ký này được bắt đầu đúng vào ngày Valentine, nhưng vì mình phải đi quay nên là hôm nay nó mới chính thức được open beta. Đem một cái là nó lại rơi vào đúng vào ngày mà chẳng có cảm xúc nào để viết. Thật chẳng giống với 12 năm trước đây, thật bộn bề cảm xúc. Có lẽ là vì sau rất nhiều năm, mọi thứ đã quá chai lì khiến cho mình vượt qua nỗi đau một cách dễ dàng, thậm chí là không hề bận tâm đến. Nhưng tại sao hôm nay mình quyết định đặt bút lại? Bởi vì trong cơ thể... Trong cơ thể mình bây giờ đang có một cảm xúc luôn chạy ngược dòng, khác với nhịp độ sống vô cảm mọi khi thì nó lại quá nhạy cảm. Điều này xuất hiện từ lúc... cái đợt này là hồi mới yêu cái bạn gần nhất. Nhưng giờ chia tay rồi. Không có muốn nhắc lại nữa. Cái nhật ký này là cái nhật ký mà hình như là còn dành cho cái bạn đấy thì phải. Đúng rồi, cái này toàn dành cho cái bạn đấy thôi. Dài phết đây. Nên thôi mình bỏ qua đi nhở. Chuyện gì qua cho nó qua đi. Mình tưởng cái nhật ký mà hồi 24 tuổi mình viết kiểu về chuyện gia đình cơ. Đây, đây cũng là quyển bài hát này. Xong rồi chứ, cái đợt đấy là có một lần mẹ với cả mình kiểu dỗi nhau các kiểu này nọ đấy. Thế sao mẹ viết vào cái quyển này của mình? Mẹ viết vào quyển này: Miu điên nên hay cãi mẹ, người lớn hẳn rồi chắc không cãi mẹ đâu. Đúng là đồ trẻ con không phải là người lớn. Đúng là trẻ con không phải, người lớn cũng không. Cụ tè thế cơ chứ lại. Mấy bài ngày xưa này, bài
người yêu cũ của Phởi My này, Take a Bow này, Hop Around a Blow gì, Con Tim Dài Khờ, Tình Yêu Thông Qua Như Tâm Hồn. Giờ chẳng có nhớ nữa thật sự luôn, già rồi đấy. Đây, đây mới là quyển mà gọi là mình thích nhất trong cuộc đời á. Quyển này là quyển lưu bút của mình, mà ngày xưa mình rất thích audition đấy, thế là được mình được cô giáo của mình tặng cho mình quyển này, mình rất là yêu quý nó. Đây, ngày xưa mình học Lương Thế Vinh nhá, Lương Thế Vinh ở ngoài Hà Nội đó, đây là một trường điểm ở ngoài Hà Nội và trường dân lập và có một cái kinh phí học cũng khá là cao, nhưng mà trường này kỷ luật rất là ghê, điểm đầu vào cũng cao lắm luôn nhá mọi người. Ngày xưa mình học giỏi lắm, ngày xưa mình học giỏi lắm, ghê không? Và ngày xưa con ong của mình tên là Calatina đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ đọc trang của mình thôi nhá. Vũ Mỹ Linh, mình là chủ nhân cuốn sổ này, mình xin giới thiệu bản thân mình nha. My name is Vũ Mỹ Linh như trên biệt danh là ngày xưa hay có kiểu nói tiếng lóng á. Ngày sinh 17/10/93, ngày đẹp quế, cung sao Thiên Bình Libra, nickname búp bê tinh nghịch baby lovely. Ngày xưa các bạn có nhớ là chơi mấy cái gì gọi là gì, Yahoo không, nick Yahoo đấy, và cái nick Yahoo của mình ngày xưa là như thế đấy, chữ gì đẹp không. Số phone là ngày xưa còn dùng cái số cố định ấy, 0858 3677 là cái số máy bàn nhà mình ngày xưa, nhưng mà giờ thì không gọi được nữa đâu, đừng có mong nhá. Còn số di động này 1900100 có đấy. Di động đoá. Điều tự hào nhất, tớ rất tự hào về phong cách riêng của mình, một phong cách hơi nghịch ngợm và cá tính. Hồi đấy mà mình học cấp 2 đấy. Ước mơ trở thành à, ngày xưa mình nói các bạn biết là ngày xưa mình đã có ước mơ trở thành ca sĩ diễn viên nhá. Chúng ta có kết quả như nào? Và mình đã thực hiện được cái ước mơ của mình đúng không? Đặc điểm hình dạng, nhưng mà thực ra thì diễn viên là mình kiểu ngày xưa mình thích làm ca sĩ hơn, nhưng mà cuối cùng thì mình lại theo nghề diễn viên vì mình cảm thấy rằng là nó có duyên với mình hơn, và mình cũng có năng khiếu về diễn xuất tốt hơn là ca hát rất nhiều. Đặc điểm hình dạng này, cái gì đặc biệt nhỉ, à có đùi khà khà nghe nè, em hèm, tóc dày tốt đấy, ngày xưa tóc mình dày lắm, bây giờ nó bớt rồi đấy, lông mày dài hơi bị đẹp. À, có răng khỉnh duyên cực kỳ, cả lớp mình tự có tự hào quế, tạm thế đã, tính tình này này đấy, mình viết mình vẽ các thứ này đẹp không đấy. Ưu điểm hòa đồng với mọi người, không thích làm phiền ai hay giúp đỡ mọi người khác, dễ gần, vui tính, mạnh mẽ. Nhược điểm lo bỏ chắn răng nóng nảy tò mò, chết cái tính ấy, ưng bướng trẻ con. Vậy là đủ. Quên màu may mắn là hồng nhạt. Thực ra yêu nha mọi người, thực ra yêu nha mọi người. Này là trẻ con thích màu hồng nhạt thôi, chứ còn mình cái màu mà hợp với cả mệnh của mình là màu vàng cơ, và mình sau này mình cũng thích màu đỏ hơn. Đâu rồi. Hobby, like cái gì nhỉ, không biết nữa. À, thích chơi audition, đó là cái đầu tiên phải kể. Rồi thích những đồ vật ngố nghĩnh, rất yêu âm nhạc cũng như là nhạc trẻ rap, thích ăn quả lém, ăn hoa quả ấy, và đồ mát nữa. Mình yêu trẻ con lắm vì chúng đáng yêu mưa. Mình thích có nhiều quần áo đẹp, ai mưa chả thích. Mình thích những người thẳng thắn dễ gần vì hợp tính mình mưa. Mình thích ca sĩ Bảo Thy, AK, Eddie Việt, sau này mình cũng muốn như vậy. Mình thích tình yêu lém, đó là tình cảm đẹp mưa. Đọc mà mọi người thấy tổng mồm. Mình thích tự lập lém, người tự do mưa. Sau này mới biết là tự lập khổ ấy là khổ ấy, rời xa vòng tay mẹ là chỉ muốn đi về thôi. Mình thích hát hò, nếu tự đánh giá thì mình thấy giọng của mình cũng tạm tạm, không đến ngưỡng nghèo. Mình là người rất mến khách đấy, đặc biệt là người mình yêu quý, nhất là bà ngoại, thân với bà từ bé mưa. Về đồ ăn thì mình thích những món rán, đồ uống thì thích sinh tố dưa hấu. Trong ngôn ngữ mình thích nhất là từ lớp, từ đấy hay lén đúng không kêu trẻ con đấy nhỉ. Chắc hết rồi. À, mình còn thích giao lưu với bạn bè nữa. Hết. Ghét những người khó tính hay kêu ca cáu bẩn, ghét những lời sỉ nhục, ghét làm những gì không thích,
không thích môn toán lém, ghét thứ ca sĩ hay bài hát cổ điển. Tôi ghét sự xui xẻo, tính mách lẻo, kiêu căng, khinh người, trêu người khác quá đáng. Tại vì ngày xưa ở học cấp 2 mình hay bị trêu ấy. Ghét sự chèn ép, điệu đà quá mức. Trong tình yêu ghét sự đau khổ, khóc lóc, ghét sự ghen tuông, ghét cái kiểu yêu mà không dám nói, ghét sự nhút nhát, lạnh lùng, ghét điều rất nhượng nhịu, nhất là trong quan hệ bạn bè. Hết rồi. À, ghét sự lợi dụng, lừa dối tình cảm. Phương châm sống, tình bạn quan trọng hơn tình yêu. Và cho đến giờ mình vẫn giữ cái phương châm đấy nha mọi người. Lưu bút là từ khi bước vào mái trường này. Trường lương thế vậy, sử dụng cái đoạn này bỏ qua đi mọi người nhá. Chứ đọc thì dài lắm. Đây này, ngày xưa đấy, xong rồi các bạn viết lưu bút cho mình rất nhiều. Các bạn nam thì thường hay viết là đây, ngày xưa con bạn thân của mình ấy, nó cũng tên là Linh đấy, nhưng con này nó Linh Chip nhá, còn cái con lúc nãy là Linh Moon. Ngày xưa nhìn mặt mình thì trẻ con. Nhìn hay á, ngày xưa mình xinh đấy. Ở các bạn viết này, còn các bạn nam viết là tao chúc mày xinh thế thôi, chứ sau này xinh nữa thì lại có án mạng, mà sau này thấy càng lớn càng xinh. Đấy, rồi chúc thì tốt các kiểu thôi. Đây, mấy cái quyển audition của mình đẹp chưa? Chữ mình viết đẹp không? Ngày xưa mình được đi thi viết chữ viết chữ đẹp đấy, viết chữ đẹp đấy. Trời ơi, ghê chưa? Đấy, thôi, nói về quyển này hơi nhiều rồi. Hai quyển này là hai quyển gì đây? À, mấy cái quyển này là quyển viết cung sao thôi. Lại một quyển nữa viết về bài hát này. Lắng nghe nước mắt này. Một chút quên mình thôi, một chút đâu xa vời. Về chúng ta sẽ ra bàn để chúng ta xem ảnh của mình nhá, bởi vì là quyển này khá là dày. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái này là mình đã sắp xếp nó theo một thời gian, tức là từ ảnh mà ngày xưa bé nhất cho đến ảnh mà mình lớn nhất. Nhưng mà hình như nó cũng hơi bị đảo lộn một chút. Ok, đây là lúc mà mình mới biết lẫy 3 tháng. Nhưng mà các bạn thấy là mình có tố chất để làm một, để làm gọi là diễn viên màn ảnh không? Lúc nào mình cứ thấy nhá, cứ thấy paparazzi phát là cười tuét tuét, cười tít mắt luôn. Nice. Ok, có mấy cái ảnh thì nó bị mốc rồi, thì ảnh ngày xưa ấy. Thì cái này là cậu mình bế mình. Mình sinh từ bé nha, mình sinh từ bé nha. Ok. Đấy, đây này, cậu mình bế mình này. Hồi đấy mình sướng lắm, bởi vì là lúc đấy là các cậu chưa có em. Thì mình vừa là con một mà lại còn được các cậu yêu quý nữa. Đây là ảnh bà ngoại bế mình, cười tét tét luôn. 3 tuổi rồi nhá, cười tét tét. Đây, ảnh 3 tuổi này nhìn yêu kỳ luôn ý. Và nhìn mấy cái ảnh này so với cả ảnh của em mình nhìn rất là giống nhau. Đây, cũng là hắn 3 tuổi. Tiếp theo là lúc này là mình đã được 5 tuổi nha mọi người, chưa đi học. Nhưng mà là đi học mẫu giáo. 5 tuổi nhìn trông gầy hơn chứ không có như kiểu Vũ Minh hồi 3 tuổi nữa đúng không? Đây, hồi này là hồi 5 tuổi. Cái quả bóng trên tay là cướp của con bé bên cạnh. Ngày xưa mình nhớ đầu gấu lắm. Ảnh hồi học mẫu giáo. Và cái này ấy, hồi xưa nhá, học mẫu giáo mình cao lớn lắm. Đây này mình cao lớn nhất lớp luôn. Nhưng mà chẳng hiểu sao càng lớn mình càng lụt. Còn cái ảnh này mình đố các bạn tìm thấy được mình đấy. Trong một lũ này mình đứng ở tít đây này, mà phải đứng trên một cái ghế. Không tin luôn. Hồi bé nhìn mình rất là khác. Ảnh này cười tít mắt, học lớp 3. Đấy, rồi ảnh đi chơi chả nhớ cái này là chỗ nào, Cát Bà hay sao ấy. Đây, cười tít mắt. Đây, con em mình là lúc ấy nó sinh năm 95 nhưng mà giờ nó đã lấy chồng rồi, còn mình thì chưa. Đây là ảnh hồi mình học lớp 4. Vẫn là con bé xinh nhất lớp luôn. Nhưng mà lúc đấy tự dưng kiểu mình bé đi, mình không có cao to như hồi bé nữa nhá. Đấy, ngày xưa tưởng mình chân dài lắm. Nhưng mà giờ chân vẫn dài, nhưng mà dài hơn lưng thôi, dài hơn lưng thôi. Ha 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 ha.
7. Đó, lớp 7 này điểm khá là ok đúng không mọi người? Nở nang, phát triển. Nhìn con em mình đây trong mặt kiểu sợ nước ấy. Đây là năm lớp 8. Hơi giống bây giờ rồi đúng không? Lớp 8 này. Đấy, để em đi này. Vì người ta chụp cho phong cách kiểu rất là già ấy, lớp 10 đấy. Và sang lớp 11 đến lúc đấy là kiểu như là cắt theo mấy cái quả đầu audition ấy. Đấy, bây giờ đấy, đây lớp 11 nha mọi người nhá. Kẻ cái mắt thôi thì đậm. Lớp 11 này. Đấy, lớp 11 này. Quá là xinh. Đây lớp 12 nhá. Xinh chưa? Đây, cái hồi lớp 10 mà kiểu như là tự chủ bằng điện thoại này. Sợ. Lớp 11 đấy. Ngọt không? Ngọt thế. Đấy, hết rồi. Tạm thời thì hết tất cả những cái quyển từ ngày xưa rồi. Thực ra là nó có rất nhiều quyển mọi người ạ, nhưng mà mình không biết là nó đã bị lưu lạc ở đâu cả những cái bằng khen của mình nữa. Nhưng mà tạm thời ấy, là ngày xưa các bạn thấy mình đáng yêu không? Mình kiểu mơ mộng và lúc nào mình cũng kiểu tâm hồn nghệ thuật dã man, và cho đến tận bây giờ mình vẫn gọi là giữ được cái tính cách đó trong trong cái tâm hồn của mình, thì đấy cũng là một điều đáng mừng. Còn sau này ví dụ còn bây giờ ấy, những bạn nào mà kiểu như là muốn mình làm những cái vlog về gì, về cái gì, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé.